Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên cháu là Manny. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Gia. Về mùa này cũng là rất ít bộ nhảy, cũng có khả năng do thời tiết nên là bộ nhảy là không thấy còn nữa. Bạn Gia rau ở bên kia thì là rau lên rất là tốt, không thấy có bộ nhảy ăn. Còn ở kia là chồng bạn Gia đang chặt là cái lá cỏ, chặt cỏ để tí nữa phủ lên mặt luống. Trồng rau thì phải phủ lên rồi, ở đây không phủ thì là thời tiết nó lắng, là đất nó khô rất là nhanh. Trong vòng có mấy tháng khu đất này không có người làm. Bạn Gia thì cũng rất là bận. Còn cháu Mini hôm nay là buổi thứ tư làm việc rồi. Cobra grande. À, ovo. Ở đây có trứng. Esse này já foi. Ini já foi. Như cây cỏ tầm bóp này thuốc là nó cũng chết. Capinho esse pô tira tudo. Về mùa này thì cỏ lên rất là nhiều. Chặt ở ngay đây hạ xuống là mình có thể là phủ được luống rau rồi. Phủ thì để cho nó giữ ẩm. Giữ ẩm thì mình tưới một ngày hai ngày thì mới phải tưới một lần thì cũng đỡ vất vả. Khi cỏ được phủ lên mặt luống thì cũng rất là tốt cho đất. Hiện tại là mảnh đất này bạn Gia và cháu Mini cũng đã cuốc xong rồi. Củ này của Gia rất là to này. Còn một củ này nữa vẫn để dưới này. Bạn Felici, bạn ăn một lửa rồi. Còn Mini thì một củ to đây, một góc này. Ăn còn thừa. Ngon. Rất ngon. Hai bạn đang ăn củ đậu này cũng đỡ khát nước. Củ đậu này là hôm ấy chỗ mà mình dỡ 14 luống bán thì được 14 cân. Nên là các bạn ấy cuốc lên thì vẫn còn sót 3 củ rất là to. Cháu Mini đào hố này để múc nước lên để đổ vào các cái luống để cho nó ẩm thì mình mới trồng rau được. Mini fazer cantadura, fazer muito bom. Feliz cacau. Gia con Mini fazer cantadura. Feliz no conhece. Thời tiết mùa này nó rất là nắng, đất thì khô rất là nhanh. Trước khi các bạn ấy trồng thì các bạn phải dội qua một lần nước để cho nó ẩm. Còn vừa bạn Gia cũng không lên được luống nên là quay ra chồng bạn sẽ làm. Không biết là chồng bạn ấy có làm được không. Còn cháu mini thì lên uống rất là tốt, nhưng mà ở đây thì lên uống hơi cong cong một tí. Toàn bộ luống rau của các bạn ấy, mình bảo các bạn sẽ phủ bằng cỏ để cho nó tránh khô nhanh. Bạn Dia thì trồng rau, còn bạn Felixi là chồng của bạn Dia đang tưới rau. Còn cháu Mini thì sẽ đi chặt cỏ và phủ lên. Đến giờ thì bạn Dia là cũng đã trồng được 2 luống rau rồi. Sau này cái cỏ này phủ lên thì nó sẽ làm ẩm đất rất là tốt. Nó làm cho cỏ cũng đỡ mọc lên. Sau này mà khi thời tiết nó mưa, nó có mưa chăng nữa thì cái đất của nó không bám vào cái lá, nó không bẩn, nó không dính đất vào thì bán thì nó sẽ sạch. Khách hàng người ta cũng rất là thích. Dia tông để dia với xe về peso bệt đê đi nhây đủ senti cùng senti muito mal muito triste ai até eu ficar muito com muita dor de cabeça tanto falar muito se sentiu mal mesmo. Vừa ấy mình hỏi bạn Dia là hôm vừa rồi bạn ấy bị mất tiền như vậy thì đến hôm nay bạn còn buồn không? Bạn vẫn đang rất là buồn. Còn ở đây thì cháu Mini vẫn đang phạt cái cỏ này để phủ lên luống. Cái cỏ này của nó rất là dặn. Cái lông của nó là thường là nó sẽ cứng và dài. Nó đâm vào tay, vừa ấy mình cũng sờ vào thôi mà nó đâm vào tay rất là ngứa. Nó rất là dặn. Cháu làm suốt từ sáng giờ cúp đất xong là quay ra lên luống cùng mấy bạn Dia và chồng bạn Dia nữa. 3 người làm đất thì nó khô, nó cứng. Rất dễ này. siêu Maipo của rau nếu mà đây trồng thì khoảng tầm 2 tháng được thu hoạch thôi. Bây giờ mọi người sẽ xem cháu Mini trồng rau có được không. Hôm nay là buổi đầu tiên cháu trồng rau. Mọi khi là chỉ có bạn Gia là hay trồng. Sì cà cà agua gora enino mùa hè bánh bông. Ở phần dưới này mai mình sẽ bảo cháu Mini dọn hết cái phần này cho nó sạch. Ngày xưa là mình dọn cũng sạch lắm, nhưng mà một thời gian là mình không trồng rau thế này nên là cỏ mọc rất nhiều. Ở dưới thấp thì ẩm không lên được. Bạn Felix trồng mận ria, hôm nay cũng là buổi đầu tiên đi trồng trọt, được đi trồng rau cùng vợ. Xin bắt ta được Familia. Vẫn còn nhiều, rất là nhiều rau giống. Bánh xay của bánh xay xinh. Aqui mais, aqui ainda. Ainda. Ali ainda. Sim. Còn một luống nữa là các bạn sẽ trồng xong. Hôm nay là có ba người làm, các bạn làm rất là nhanh. Cuốc xong đầu lên luống xong các bạn phải tưới nước một lần. Tưới nước cho nó ẩm xong các bạn sẽ trồng, và khi trồng xong một cái lại phải tưới ngay, không thì ngày mai nắng lên thì toàn bộ rau vừa mới trồng xuống cũng chết hết. Chết vì khô. Bây giờ các bạn trồng xong thì nhìn cũng rất là vuông vắn và nhìn rất là đẹp. Còn bây giờ cháu Mini sẽ chào mọi người. Bye bye hang cặp play mang quay. See ya, bye bye mọi người nhé. Bye bye mọi người à. Bây giờ học lên bye mọi người à. Bye bye mọi người à. Vườn rau của các bạn ấy bây giờ rất là đẹp rồi. Hôm nay video của mình đến đây kết thúc. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tony Phong. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.